Cơ sở Lát Rừng Ngọc Đền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại có cái clip để chia sẻ với mọi người những loại lan rừng mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người đây. Và hôm nay đặc biệt hơn nữa là em sẽ bán xả hàng giảm giá để chuẩn bị đi vào nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và chúc các bạn có một ngày, có một dịp lễ mà có được những ngày nghỉ dài dài á, thì đầm ấm sum vầy và sức khỏe dồi dào với bên gia đình chúng ta nhé. Đó. Và trước khi đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan ngày hôm nay em có và em sẽ báo giá, nói chung là giá rất là rẻ luôn hôm nay, đặc biệt riêng hôm nay, là em cũng xin phép được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại là 0984754102 nhé, và 0967615815 ạ. Đó là hai số điện thoại của chúng em nhé. Và hình thức bán hàng của chúng em thì chúng em ship hàng COD đi khắp mọi miền tổ quốc cho các bạn luôn, và các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu điện, họ phát hàng tận tay cho các bạn nhé. Giá em báo chi tiết ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Và bây giờ em đi vào báo giá luôn những loại lan mà ngày hôm nay em có. Thì hôm nay em có được về được mấy chục cây đai châu này. Đó. Và có cả hàng Vanda này. Khá là nhiều loại hàng đó. Ở đây là những cây đai châu này có giá là 180.000 một cây thôi các bạn. Đấy. Những cây đai châu này là 180.000 một cây thôi. Đấy, giá rất là rẻ luôn ạ. Ở trong chậu như này nhá các bạn nhá. Và có cả những cây ở trong bảng như này nhé các bạn. Đấy. Hàng rất là đều nhau nhé các bạn. Đó. 180.000 một cây ạ. Đấy. Một cây đai châu như này là 180.000 đấy ạ. Về được khoảng 50 cây thôi các bạn. Đấy. Đó. Và tiếp theo thì em có lan Vanda này. Ở đây một phần quế tím. Phần quế tím này thì nó hơi nát lá nhé các bạn nhé. Thì em bán rẻ là 100.000 nữa này. Phần này phải có chừng khoảng 1 kg ấy. Cái phần quế tím này. Đó. Thì 100.000 cho phần quế tím này. Là cây nó bị nát lá nhé các bạn nhé. Nát lá ngọn này, nát lá cạnh này, nát lá gốc này. Đấy. Và có cả cây nhỏ này. Đây nhé các bạn nhé. Chi tiết về cái phần quế tím này đây. Đó. Có 100.000 thôi cái phần này. Đó. Và còn ở đây là lan Vanda hương chanh. Lan Vanda hương chanh bây giờ đang nụ nhé các bạn nhé. Em còn có hai bó lan xếp, mỗi bó này là 100.000 một bó nhé các bạn. Đấy. Hai bó này là 100.000 một bó này, đang nụ nhé các bạn. Đang có nụ nhá. Đấy, đây một bó này nữa này. Đấy, bó này thì lan xếp này. Hai bó này mỗi bó là 100.000 ạ. Và còn đây là hàng kg, hàng kg này chắc em còn độ khoảng 4 kg thôi, nhìn nhiều vậy nhưng mà cây này nó khá là nhẹ, các bạn có thể lấy nửa kg là đủ ghép một giò rồi. Đấy, cái Vanda hương chanh này thì như cây này lá xếp đẹp nhưng bị nát lá này. Đấy, hàng to đẹp nha các bạn nhá. Đó, tình trạng cây thì bây giờ đang là mùa, đang có nụ nha các bạn. Đấy, đang khá là nhiều nụ đấy. Và có những cây thì đã nở hoa rồi nhé các bạn nhé. Như những cây như này nở hoa rồi này. Đó. Thì cái Vanda hương chanh hàng kg này thì có giá là 150.000 một kg thôi. Rất là rẻ ạ. Đó. Và còn ở đây có một phần lan nhất điểm hoàng. Phần lan nhất điểm hoàng này em chia sẻ với mọi người là 60.000 này. Một phần lan nhất điểm hoàng duy nhất này. Đấy. Còn ở đây thì ở đây là phần đùi gà tròn. Phần đùi gà tròn nó cũng rời rời lẻ lẻ thôi. Thì cái phần này là 150.000 này. Đấy, 150.000 mà được hơn một cân luôn nhé các bạn nhé. Phần đùi gà tròn ạ. Và còn tiếp theo đây thì là long tu xuân. Long tu xuân thì giá luôn bình thường là ở mức giá là 280.000. Nhưng nay em giảm giá cho mọi người còn 250.000 một kg luôn này. Long tu xuân nhé các bạn nhé. Đó. Long tu xuân ạ, còn được có mấy cân thôi, 250.000 một kg ạ. Và còn đây là lan hương rừng. Lan hương rừng thì
luôn có giá là 220.000 một kg, nhưng nay em giảm giá còn 190.000 một kg thôi này. Lan hương rừng nhá các bạn. Đó. 190.000 một kg lan hương rừng nhá. Và còn đây là dáng hương. Dáng hương tam bảo sắc. Thì mỗi bó này là 150.000 một bó này các bạn. Đấy, 150.000 một bó dáng hương tam bảo sắc như này. Đấy. Cây rất to đẹp nhá, cây toàn chừng khoảng 20 phân. Đấy. Khúc có lá chừng khoảng 15 20 phân cả nhá các bạn. Đó. Là 150.000 ạ. Đấy. Và còn ở đây thì hàng kg thì cái này là hàng giống đấy các bạn. Cái này em bán xả hàng cho mọi người là 120.000 một kg thôi. Cái dáng hương tam bảo sắc, loại hàng cây giống này, hàng cây nhỏ nhé các bạn nhé. Nhìn nó cũng hơi vàng lá một chút rồi. Đấy. Và còn đây là còn chừng khoảng 2 cân hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc luôn có giá 280.000, nay em xả hàng còn 250.000 thôi này. Hạc vĩ bắc này còn độ khoảng 2 cân thôi. Đấy. 250.000 thôi. Và còn tiếp theo đây thì lan vải rồng. Lan vải rồng còn chừng khoảng 3 kg. Lan vải rồng rất đẹp ạ. Lan vải rồng thì có giá là 150.000 một kg. Nay em giảm giá chia sẻ mọi người còn 130.000 một kg thôi các bạn. 130.000 một kg lan vải rồng nhé. Đấy. Và còn đây là ngọc thạch bắc. Ngọc thạch bắc thì bây giờ đang là mùa nụ nhé các bạn. Đây. Đang những cái nụ rất to rồi ạ. Đấy. Và có những thân này vẫn còn chưa nứt nụ, đang sưng nụ rồi này. Đấy, những thân này đang sưng nụ này. Đấy. Nụ đang rất nhiều nhá các bạn nhá. Lan ngọc thạch bắc nhá. Đây nụ đây. Nảy trắng toát đây. Đó. Lan ngọc thạch bắc này nó luôn có cái mức giá là 200 đến 220.000 một kg, nhưng nay em bán xả hàng còn 180.000 một kg thôi nhá các bạn nhá. Đấy. Hôm nay em bán hàng giá rẻ là còn 180.000 một kg nhá các bạn. Đấy. Về cái lan ngọc thạch bắc này ạ. Hàng rất đẹp luôn ạ. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì còn có mấy kg nữa thôi. Kim điệp xuân nay luôn có giá là 150.000 đến 180.000, nhưng nay em xả hàng còn 130.000 một kg này, kim điệp xuân này. Đấy, 130.000 một kg kim điệp xuân nhá. Và còn đây là thập hoa. Lan thập hoa thì bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ nhá các bạn. Đây. Có những thân là lác đác đi đang có nụ như này rồi nhé các bạn. Đó. Lan thập hoa. Lan thập hoa thì luôn có giá là 150 đến 180.000 một kg, nhưng em bán xả hàng cho mọi người còn 130.000 một kg này. Đấy, 130.000 một kg lan thập hoa nhé. Đó, hôm nay em báo giá nhanh cho mọi người luôn. Và còn đây là kiều tím. Kiều tím miền Trung thì còn có độ khoảng chục kg. Mặt hàng này cũng đang rất là chạy, tại vì cây bây giờ đang nụ như này đấy các bạn. Đấy. Lác đác là có một vài thân đang có nụ thôi các bạn. Còn như những thân này đây chưa thấy xuất hiện nụ đâu. Đây như thân này đang sưng mắt nụ rồi này. Đó. Đây đang sưng mắt nụ đây. Đấy. Như thân này sưng luôn ở ba mắt. Sưng luôn ba mắt nụ luôn thân này. Úi trời. Rất đẹp luôn. Nói chung là kiều năm nay thì hoa rất là sai. Đấy cái kiều tím này cũng vậy. Đấy. Em kiểm tra sơ qua đây thì chỉ lác đác một vài thân đang sưng nụ thôi. Như thân này cũng đang sưng nụ này. Đấy. Mắt cũng đang u rất là to này. Đấy, thân này cũng vậy này. Đấy, thân này nụ đang ra cỡ này đây. Đó. Đấy. Đây nữa này, đây đang sưng luôn này. Đấy. Kiều tím miền Trung này luôn có giá là 350.000 một kg, nhưng nay em bán xả hàng, giảm giá cho mọi người còn 320.000 một kg nhé các bạn. Về cái kiều tím miền Trung nhá. Cây to cây nhỏ lấn lộn nha các bạn. Đấy. Và còn tiếp theo đây là lan tiên hài. Lan tiên hài này nay em xả hàng cho mọi người còn 80.000 một kg này. Đấy. Lan tiên hài thì luôn dao động mức giá là 120. Có lúc thì 100, có lúc 120, nhưng nay chỉ còn giá là 80.000 một kg nữa thôi. Đấy. Và còn tiếp theo đây là cái hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì nay em giảm giá cho mọi người, nó luôn có mức giá là 300.000 một kg, nhưng nay em xả hàng còn 260.000 một kg nhá. Xả hàng mạnh tay luôn cho mọi người nhá, xả hàng lỗ vốn luôn ạ.
Đấy, về cái hoàng thảo xoắn này. Đấy, hoàng thảo xoắn thì cũng bây giờ đang là cuối mùa hoa rồi các bạn ạ. Bây giờ lác đác còn những bông là nó cũng đang sắp tàn rồi này. Đấy, có một số bông là vẫn còn tươi đây thôi. Thì sắp tới cây nó sẽ lên những mầm cây con mới nhá. Đấy, về cái hoàng thảo xoắn này. Đó, 260.000 một kg thôi. Và còn tiếp theo đây là lan kiều vuông. Kiều thân dài, kiều mỡ gà nhé các bạn nhé. Kiều mỡ gà đang chuẩn bị cho vào mùa nụ nhé. Đấy, có cả cây nhỏ, cây to lẫn lộn nhau nhé. Đấy, nói chung là cây nhỏ cũng rất là ít thôi. Tỷ lệ cây nhỏ nó chiếm độ khoảng 20%, còn đâu đấy là 80% là loại thân dài. Đấy, thân to. Đó, hàng rất là nhiều lá nhé các bạn. Đấy, kiều vuông mỡ gà thì luôn có giá là 250.000 một kg, nhưng nay em giảm giá còn 220.000 một kg nhé các bạn. 220.000 một kg thôi các bạn. Và cái này thì đang chuẩn bị nó sưng nụ thôi các bạn, chưa thấy xuất hiện nụ đâu. Đó, và còn đây là lan đùi gà dẹt nhé các bạn. Đùi gà dẹt này, đấy, hàng đẹp, rất là đẹp luôn. Hàng này có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Đùi gà dẹp. Đó, đây là lan đùi gà dẹp nhé. Là 150.000 một kg. Đó. Và còn tiếp theo đây một mặt hàng nữa cũng rất là hot đó. Rất là được khách hàng ưa chuộng để trồng vào vườn đấy. Đó là lan kiều vàng nhé các bạn. Lan kiều vàng thì luôn có giá là 220.000 trên 1 kg, nhưng mà nay em giảm giá còn có lúc thì 180. Như cái loại hàng như này thì nay em cũng giảm giá cho chia sẻ mọi người là 160.000 1 kg thôi. Đấy, nói chung là rẻ nhất trong các loại lan mà rẻ rồi. Đấy, hôm nay thì phiên giảm giá đặc biệt nhất cho mọi người, nên là các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại mà ở đầu clip em đã đề cập nhé. Vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ với mọi người đây. Thì và rồi ở đây em chia sẻ cho mọi người thêm một dề kiều tím. Một dề kiều tím này rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đấy, dề kiều tím là rất là nhiều lá mà thân ngắn, được rất là nhiều thân, và bây giờ đang chuẩn bị sưng nụ đấy các bạn. Đấy, dề này ra rất là nhiều nụ luôn. Dề này thì có giá là 400.000 này. Đặc biệt nhất là có mỗi dề này thôi này. Đấy, là có giá là 400.000 nhé các bạn. 400.000 cho cái dề kiều tím này. Đó. Rồi, em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc nhé. Các bạn hàng hôm nay thì em sẽ gửi hạn lan đi trong ngày này cho các bạn luôn ạ.